Ngày xưa, ngày xưa, ba chú heo con tên Honky, Ponky và Minky sống hạnh phúc với mẹ trong ngôi nhà của họ. Một ngày nọ, họ tình cờ thấy một tin tuyển dụng. Đó là công việc quét lá khô trong công viên. Minky, cậu em út thông minh nhất trong nhà, hào hứng nói: Mẹ ơi, bọn con đã nhìn thấy một tin tuyển dụng. Hãy để bọn con làm việc nửa ngày trong công viên vào ngày mai. Trong khi heo mẹ cân nhắc yêu cầu của họ, Honky và Ponky bắt đầu nhảy múa xung quanh bà ấy, làm đủ mọi cử chỉ hài hước để cầu xin bà ấy. Minky cũng nhập bọn luôn. Đi mà mẹ, hãy cho bọn con làm việc. Sau khi suy nghĩ, mẹ của họ cũng đồng ý. Ừ, được rồi. Ba anh em nhà heo cảm thấy rất phấn khởi. Họ bèn chọn quần áo cho ngày hôm sau, tắm rửa và đi ngủ thật sớm. Vừa sáng sớm, họ đã đến công viên. Người trông coi công viên cho họ biết ca làm việc sẽ kết thúc vào buổi tối. Họ nhận được chổi và bắt đầu làm việc. Nào hai em, mỗi người hãy phụ trách một góc và bắt đầu quét lá, sau đó dồn lại một chỗ. Trong khi đó, một cặp mắt quan sát những chú heo con từ sau bụi cây. Đó không ai khác, chính là tên sói xấu xa. Tên sói nghĩ ra một kế hoạch để ngăn cản những chú heo con hoàn thành công việc. Những chú heo con kia, ta sẽ cho các ngươi một bài học. Các ngươi sẽ không bao giờ quét hết đống lá đó. Lá sẽ càng lúc càng nhiều vì ta sẽ thổi cho lá rụng xuống. Các ngươi cứ chờ xem. Tên sói xấu xa liền trèo lên cây và bắt đầu thổi cho lá rụng. Honky tiếp tục quét lá dưới đất, nhưng không thấy việc làm của tên sói xấu xa ở trên cây. Nhiều lá quá, chúng ta càng quét, chúng càng xuất hiện nhiều hơn. Đừng than vãn nữa mà hãy quét đi, chúng ta còn rất ít thời gian đó. Ba anh em trở lại làm việc. Trong khi đó, tên sói di chuyển từ cây này sang cây khác, làm rung chuyển cành cây để lá rơi xuống. Hắn đến chỗ cái cây bên cạnh Ponky. Ta sẽ thổi cho tất cả lá rụng xuống. Các ngươi hãy chờ xem. Ponky không hiểu tại sao đống lá lại không bớt đi mà ngày càng nhiều hơn. Sau đó, tên sói xấu xa nhảy lên cái cây bên cạnh Minky. Ta sẽ thổi và làm cho tất cả lá cây rơi xuống đầu của người. Hãy coi đây. Lá cây rơi như những giọt mưa. Minky nhìn lên và thấy tên sói xấu xa đang thổi qua các cành cây, làm cho lá cây rơi rụng khắp nơi. Cậu ấy dụi mắt, nghĩ rằng mình đã ở dưới ánh nắng quá lâu nên bị ảo giác.
Nhưng tên sói vẫn ở đó, nhảy từ cành này sang cành khác, khiến lá cây rơi xuống hàng loạt. Minky đã gọi các anh trai của mình ngay. Các anh ơi, hãy nhìn lên cây kia kìa. Những chú heo con vô cùng ngạc nhiên. Vì vậy, họ ngay lập tức nghĩ ra một kế hoạch. Chúng ta sẽ không sợ tên sói xấu xa. Và họ bắt đầu rung cái cây mà tên sói đã trèo lên. Tên sói cố gắng nhảy qua cái cây tiếp theo. Ở trên cây táo kìa. Lần này họ bắt đầu rung cây táo. Tên sói bị choáng váng vì sự rung chuyển dữ dội nên đã hụt chân và ngã xuống đất. Chuyện giữa chúng ta vẫn chưa xong đâu. Chúng ta sẽ gặp lại nhau. Được thôi. Trời sắp tối rồi, chúng ta còn rất ít thời gian. Công viên sắp đóng cửa và lá cây thì ở khắp nơi. Bà chú heo con tiếp tục công việc quét lá, trong lòng vô cùng lo lắng. Các anh, em có một ý này. Chúng ta hãy làm như vậy. Họ lấy nhựa cây nhũ hương. Và trét lên những cái cào. Những chiếc lá sẽ dính vào đó. Và họ có thể quét được nhiều lá hơn trong thời gian ngắn. Trong vòng nửa giờ, họ đã gom hết lá cây trong công viên. Họ hít thở sâu khi công việc kết thúc. Trên đường về nhà, bà chú heo con quyết định mua một món quà tặng cho mẹ để làm mẹ bất ngờ. Họ muốn mua một chiếc vòng cổ, nhưng sau khi gom tiền lại, số tiền vẫn không đủ. Nếu chúng ta không đủ tiền mua vòng cổ, chúng ta hãy mua một cái bánh kem ở tiệm bánh. Cả nhà vui vẻ ngồi ăn bánh kem và trét kem lên mũi nhau. Các con mau cho mẹ biết, các con làm việc vui vẻ chứ? Vui lắm mẹ ơi, tuy hơi mệt nhưng bọn con cảm thấy rất vui vẻ. Những chiếc lá đủ màu sắc và rất sặc sỡ, nhìn chúng thật đẹp khi chúng rơi xuống đất. Nhưng con còn vui hơn khi nhìn con sói rơi từ trên cây xuống. Ba chú heo con, Honky, Ponky và Minky sống trong rừng cùng với mẹ của họ. Chiều hôm đó, heo mẹ đã dặn dò bầy heo con trước khi đến nhà hàng xóm. Các con yêu, đừng ra khỏi nhà khi mẹ vắng mặt và đừng mở cửa cho bất cứ ai hết. Những chú heo con rất thích ở nhà chơi với nhau. Honky thì nghe nhạc. Ponky ngồi đọc truyện tranh. Và Minky thử các công thức nấu ăn mới trong bếp. Đột nhiên, Minky đánh rơi chén. Cậu ấy đứng bất động trước tờ lịch được treo trong bếp. Khi những người anh em thấy tiếng động, họ vội vàng chạy vào bếp. Có chuyện gì vậy Minky? Các anh ơi, hôm nay là sinh nhật của mẹ. Sinh nhật của mẹ sao? Sao chúng ta lại quên được? Mẹ không bao giờ quên sinh nhật của chúng ta.
Đó là mẹ của chúng ta. Đừng khóc mà, chúng ta sẽ tổ chức một bữa tiệc bất ngờ cho mẹ nha. Trong lúc đó, có kẻ đang nghe trộm phía sau cánh cửa. Đó là tên sói xấu xa. Vậy là các ngươi sẽ có một bữa tiệc sinh nhật bất ngờ. Ta cũng có một bất ngờ dành cho các ngươi đó. Giờ em sẽ sắp xếp công việc cho chúng ta. Honky, anh hãy vào rừng hái hoa. Bonky, anh hãy đến nhà hàng xóm và giữ chân mẹ cho đến tối. Còn em sẽ nướng bánh sinh nhật. Trước khi Bonky xuất phát, sói xấu xa đã đến nhà hàng xóm, nơi mà mẹ của những chú heo con đang ở đó. Khi nhìn thấy tên sói ngồi ở cửa, Bonky lập tức lên tiếng gọi hắn. Sói, ra khỏi đó ngay! Tôi phải nói chuyện với người hàng xóm. Không được, Bonky. Ta bắt đầu làm việc ở đây và ta được dặn là không bao giờ được ra khỏi nơi này. Ngươi có thể nói với ta, ta sẽ cho bà ấy biết. Bonky do dự, nhưng cuối cùng chú cũng tin sói xấu xa. Tôi muốn nhờ bà hàng xóm giữ chân mẹ tôi. Chúng tôi có một bất ngờ cho bà ấy và không muốn bà ấy về nhà ngay. Được rồi, Bonky, ta sẽ chuyển lời cho bà ấy. Giờ ngươi có thể về nhà. Bonky tin tưởng tên sói và đi về nhà. Sau đó, tên sói liền đi tìm Bonky. Heo đang ở trong rừng hái hoa. Honky cho những bông hoa đầy màu sắc mà cậu đã hái được vào giỏ. Tên sói xấu xa lén lút giật lấy tất cả những bông hoa trong giỏ. Ta sẽ bứt hết tất cả cánh hoa từ bông hoa của ngươi. Sau đó, hắn lại đặt những bông hoa đã trơ trọi cánh vào trong giỏ. Honky hái thêm hoa và lúc trở lại, cậu rất bất ngờ khi thấy những bông hoa đã hái không còn cánh hoa nào. Cậu ấy cầm lấy giỏ của mình và đi về nhà. Tên sói cũng đã đến nhà của những chú heo con. Minky lắng nghe Bonky kể chuyện. Trong khi trang trí bánh kem, cậu ấy đã đặt nó trên bệ cửa sổ. Tất nhiên là hắn nói dối anh. Sao anh lại tin tên sói đó? Tên sói cướp lấy chiếc bánh được để ở bệ cửa sổ và ăn nó. Sau khi Honky về nhà, ba anh em heo con nhận ra rằng tên sói có ý đồ xấu xa. Vì vậy, họ đã nghĩ ra một kế hoạch. Ba anh em họ ngay lập tức trèo lên nóc nhà và hò hét ầm ĩ. Sói! Ông đang ở đâu? Mau ra đây! Thật tệ hại khi chúng ta đã không mời ông ấy đến bữa tiệc. Phải! Đúng là như vậy! Tiếc quá! Tên sói đang trốn trong bụi cây đã rất ngạc nhiên khi nghe điều này. Ôi, các ngươi sẽ làm ta khóc đó, các chú heo con. Heo con thân mến, các ngươi thật tốt bụng và thật chu đáo. Chúng tôi không thể tổ chức tiệc mà thiếu ông được. Giờ ông đã có mặt, nhưng chúng ta lại đang thiếu bánh sinh nhật.
Khi tên sói chạy về phía chúng, chúng liền đổ một bao bột từ mái nhà xuống đầu hắn. Ông cũng cần trứng cho bánh nữa. Đây, đỡ lấy. Giờ là kem đường. Bánh nào mà lại không có kem đường? Anh sẽ thêm một thứ nữa. Đây là bước cuối cùng. Một cái bánh dâu tây xinh xắn. Hoan hô, bánh đã sẵn sàng. Ăn thôi. Các ngươi sẽ phải trả giá cho điều này. Ta sẽ khiến các ngươi hối hận. Chết rồi, chúng ta còn rất ít thời gian. Ta phải nướng bánh thôi. Ba anh em heo con liền đi vào bếp. Honky nhào bột, Honky rửa trái cây và Minky trang trí kem đường. Vì ba anh em cùng làm với nhau nên chúng có thể mau chóng hoàn thành cái bánh. Vì chỉ còn lại một vài bông hoa nên chúng quyết định tung cánh hoa lên để mừng sinh nhật của mẹ mình. Chúc mừng sinh nhật mẹ. Chúc mừng sinh nhật vui vẻ. Chúc mừng sinh nhật mẹ. Chúc mẹ sinh nhật vui vẻ. Chúc mừng sinh nhật mẹ. Mẹ ơi, chúng con yêu mẹ. Chúc mừng sinh nhật. Mẹ rất đẹp và rất ngọt ngào. Bọn con yêu mẹ rất nhiều mẹ ơi. Các con yêu quý của mẹ. Cảm ơn các con rất nhiều. Các con khiến mẹ cảm thấy rất hạnh phúc. Đừng quên ước một điều ước. Mẹ đã ước điều gì vậy? Mẹ không thể nói cho con biết được. Đó là bí mật. Ngày xưa, ở một đất nước rất lạnh, có hai đứa trẻ là hàng xóm của nhau. Chúng là những người bạn rất tốt. Tên cô gái là Gerda và chàng trai được gọi là Kai. Chúng chơi đùa với nhau mọi lúc. Mỗi đêm, bà ngoại của Gerda sẽ kêu chúng ngồi trước lò sưởi và kể cho chúng nghe những câu chuyện. Tối hôm đó, bà đã kể cho chúng nghe câu chuyện về nữ hoàng tuyết. Các con à, nữ hoàng tuyết là một cô gái rất xinh đẹp, với đôi mắt xanh sâu thẳm. Nhưng cô ta cũng rất là xấu xa. Cô ta sử dụng xe trượt tuyết để lừa trẻ em rồi bắt chúng và sau đó biến chúng thành tác phẩm điêu khắc bằng băng. Giống như mái tóc thì trái tim cô ta cũng rất bằng giá. Bà ngoại ơi, thật là đáng sợ. Nếu cô ta đến nhà chúng ta thì sao? Chúng ta cần bảo vệ bản thân mình. Con à, đây thật sự là câu chuyện có thật. Đừng bao giờ đi trên xe trượt tuyết của người lạ. Nếu con làm vậy thì con sẽ gặp phải những chuyện xấu. Ngày hôm sau, Kai và Gerda đi chơi trò đua xe trượt tuyết băng qua vùng nông thôn phủ đầy tuyết. Kai vẫn còn dương vấn về câu chuyện mà bà ngoại kể. Đêm qua, trong lúc mình ngủ, mình có suy nghĩ, nếu như nữ hoàng tuyết có thể bị tan chảy, chúng ta đưa cô ta tới gần lò sưởi sẽ làm cô ta tan chảy. Bằng cách này, câu thần chú của cô ta đối với những đứa trẻ bị đóng băng sẽ bị phá vỡ và chúng ta sẽ thoát. Kai, cậu làm ơn hạ giọng xuống. Có lẽ cô ta có thể nghe thấy và sẽ rất tức giận. Chúng ta phải cẩn thận. Mình sẽ làm tan chảy nữ hoàng tuyết. Thực ra, nữ hoàng tuyết thậm chí có thể nghe thấy tiếng thì thầm từ bất cứ nơi nào trong đất nước. Sau khi nghe Kai cười và nói về cô ta như vậy, nữ hoàng tuyết quyết định rằng sẽ mang Kai đến lâu đài của mình và biến cậu ấy thành một tác phẩm điêu khắc băng mãi mãi. Cô ngay lập tức gửi một chiếc xe trượt tuyết hình con tuần lộc xinh đẹp đến nơi mà bọn trẻ đang ở. À, trời ơi, đúng là một chiếc xe trượt tuyết tuyệt đẹp. Cậu nghĩ chúng ta nên vào đó ngồi thử không? Theo câu chuyện thì nữ hoàng tuyết cũng có một chiếc xe trượt tuyết, nhưng mà chắc là cái này không phải. Nhìn xem nó đẹp làm sao, nó được bao phủ bằng bạc và rất sáng bóng luôn. Không Kai, đừng lên xe, hãy nhớ những gì bà đã nói. Bà đã cảnh báo chúng ta không được đi trên xe tuyết của người lạ đó.
Nó rất đẹp mà. Mình sẽ cưỡi một lúc và sau đó xuống xe ngay. Ngay khi Khai lên xe trượt tuyết, những con tuần lộc bay lên không trung ngay, biến mất khỏi tầm mắt trong vài giây. Nữ hoàng tuyết đã đưa Khai đến lâu đài của cô ta. Khai rất sợ hãi và hối hận vì không nghe lời Gerda, nhưng đã quá muộn rồi. Những tháng trôi qua cũng không nghe thấy tin gì từ Khai. Gerda rất buồn và khóc suốt thời gian đó. Cô cứ chờ người bạn thân yêu của mình. Người bạn thân nhất của cô đã mất tích, nhưng cô chắc chắn rằng nữ hoàng tuyết đã bắt cậu ấy. Thời gian trôi qua, tuyết đã tan và mùa hè đến. Gerda rất lo lắng. Vì vậy, cuối cùng cô đã đến nói chuyện với bà mình. Bà ơi, con sẽ đi tìm Kai. Con rất lo lắng về cậu ấy và con nhớ cậu ấy rất nhiều. Xin bà hãy cho con đi. Với một điều kiện, Gerda, bà tin tưởng con rất nhiều và con là một cô gái rất dũng cảm. Nhưng bà có một chiếc gương ma thuật và bà muốn con mang theo. Gương này có ích gì với con hả bà? Khi con chạm mặt với nữ hoàng tuyết, hãy làm cho cô ta nhìn vào tấm gương này. Sau đó con sẽ thấy được công dụng của nó. Gerda đặt chiếc gương vào túi và rời đi. Trong khi đi xuyên qua khu rừng, cô nhìn thấy một ngôi nhà nhỏ. Cô gõ cửa vì đã thấy mệt và muốn nghỉ ngơi một chút. Một bà lão dễ thương mở cửa. Thật ra, bà ấy là một phù thủy chỉ sử dụng phép thuật với mục đích tốt. Vào đi cô gái xinh đẹp. Chúng tôi đang đợi cô đó. Tôi biết lý do cô tới đây và tôi sẽ giúp đỡ cô. Cô đang tìm người bạn thân của mình. Con mèo tên Cotton của tôi sẽ cho cô biết cậu ấy ở đâu. Thật sao? Cảm ơn bà rất nhiều. Gerda ngay lập tức đi đến bên cạnh Cotton đang nằm trên một cái gối bên lò sưởi. Cotton thân yêu, làm thế nào tôi có thể tìm thấy bạn mình? Mèo. Có một cô bé sống ở căn nhà cuối khu rừng. Cô ấy kêu tôi đưa cô đến đó ngay khi cô đến. Cô ấy biết bạn của cô đang ở đâu. Mèo. Gerda cảm ơn họ và rời đi. Cô đi và đi, rồi đi đến một ngôi nhà ở cuối khu rừng. Màn đêm đã buông xuống. Một cô bé bước ra ngoài cửa gặp cô trước khi cô đến gõ cửa. Chào mừng Gerda, em đợi chị lâu rồi. Chị hãy ngồi bên đống lửa và ăn chút gì đó nha. Chị đã thật sự rất mệt mỏi và đói nữa. Cảm ơn em rất nhiều. Sau khi ăn xong chị hãy nghỉ ngơi. Ngày mai em sẽ đưa chị tới lâu đài nữ hoàng tuyết. Chị đừng lo lắng. Vào buổi sáng, họ đến chuồng ngựa ở phía sau nhà, nơi có hai con tuần lộc xinh đẹp ở đó. Cô bé có thể nói chuyện với những con tuần lộc. Cô thì thầm vào tai chúng để đưa Gerda đến lâu đài của nữ hoàng tuyết. Ngay lập tức, họ đã có một chiếc xe trượt tuyết tuyệt đẹp. Chị không biết phải làm sao cảm ơn em vì em đã giúp chị. Chúc chị có một chuyến đi tốt đẹp. Chị đừng sợ, tuần lộc của em sẽ đưa chị tới lâu đài và chị sẽ tìm thấy bạn mình. Mang cả những thứ này nha. Gerda cùng những con tuần lộc kéo chiếc xe trượt tuyết lên đường. Họ đi trong vài ngày. Khắp nơi đều phủ đầy tuyết trắng. Rất may là cô bé đã cho Gerda một chiếc áo khoác dày, một cái nón và một cái mền thật ấm. Mình được đắp mền ấm và đội nón khi đi trên xe trượt tuyết này. Mình rất vui nếu mình có thể làm điều này với Kai. Hy vọng có thể làm được như vậy trên đường về. Sau nhiều ngày hành trình, cuối cùng họ đã đến trước một lâu đài trắng lung linh. Gerda nhận ra rằng họ đã đến lâu đài của nữ hoàng tuyết. Này tuần lộc thân yêu của tôi, hãy đợi tôi ở đây. Tôi đi gặp bạn tôi và sẽ quay trở lại ngay. Cô đi ngay vào lâu đài. Tất cả mọi thứ được làm bằng băng và được phủ bằng băng. Cô thắc mắc tại sao lâu đài này không có bóng người nào cả. Kai! Kai! Cậu ở đâu? Kai! Mình không tìm thấy cậu. Giọng của cô vang vọng trong lâu đài hoang vắng. Cuối cùng, cô cũng mở cánh cửa của một căn phòng trên tầng cao nhất. Cô nhìn thấy Khai.
cậu ấy đang đứng như một bức tượng ở giữa căn phòng. Kai, Kai, dậy đi, nói gì đi. Mình nhớ cậu rất nhiều, người bạn thân yêu của mình. Cuối cùng mình đã tìm thấy cậu rồi. Cô đã khóc và cọ xát khắp người vào tảng băng để làm tan băng ra. Cô đã khóc và khóc rất nhiều, đến nỗi nước mắt cô bắt đầu làm tan băng ở xung quanh Kai. Đột nhiên, Kai động đậy và bắt đầu nói chuyện. Mình biết là cậu sẽ tới mà. Mình cũng nhớ cậu lắm và mình rất vui khi gặp lại cậu. Chúng ta sẽ nói về chuyện này sao Kai? Hãy ngay lập tức rời khỏi đây. Ngay lúc đó, nữ hoàng tuyết trở lại lâu đài và bước vào căn phòng nơi họ đang đứng. Cô ta thật đáng sợ. Gerda lần đầu tiên nhìn thấy cô ta, với mái tóc dài trắng và đôi mắt xanh sâu thẳm, nữ hoàng tuyết là một phụ nữ xinh đẹp. Nữ hoàng tuyết bắt đầu hét lên vì tức giận. Sao ngươi dám bước vào lâu đài của ta mà không được phép và làm tan chảy tác phẩm điêu khắc của ta? Bây giờ đến lượt ngươi là ngươi muốn đó. Ngươi cũng sẽ là một trong những tác phẩm điêu khắc của ta. Gerda đã rất sợ hãi, nhưng cô biết rằng mình phải đứng lên chống lại nữ hoàng tuyết. Đột nhiên, cô nhớ đến chiếc gương mà bà cô đã tặng cô. Em chưa bao giờ từng thấy ai xinh đẹp như chị. Nhưng thật không may trái tim của chị lại không đẹp đẽ như vậy. Em cảm thấy tiếc cho chị lắm. Chị có thể biến em thành một tác phẩm điêu khắc bằng băng nếu chị muốn. Nhưng bà em đã gửi cho chị một chiếc gương. Chị có thể nhìn một lần không? Đưa cho ta chiếc gương đó. Tại sao bà ấy lại gửi cái này cho ta? Nữ hoàng tuyết cầm chiếc gương trên tay và bị ngạc nhiên, vì hình ảnh phản chiếu trong gương là hình ảnh của cô khi còn nhỏ. Cô là một cô bé xinh xắn với mái tóc vàng dài và đôi mắt xanh sâu thẳm. Trời đất ơi, chuyện gì đang xảy ra? Vào lúc đó, một đám mây bụi bao quanh nữ hoàng. Càng ngày càng nhỏ, cô biến thành một cô gái nhỏ xinh. Một phép lạ đã xảy ra. Chiếc gương thật là kỳ diệu. Những ai nhìn vào đó sẽ thấy bản thân thật sự của họ. Có vẻ như nữ hoàng tuyết đã rất buồn vì khi còn nhỏ không có ai chơi với cô. Một ngày nọ, một phù thủy nói với nữ hoàng tuyết cô phải trừng phạt họ và hỏi cô ấy có muốn tìm cách trả thù những người đã không chơi đùa với cô ấy không. Nỗi buồn chất chứa từ khi còn nhỏ, cô đã quyết định sai và nói đồng ý. Mụ phù thủy biến cô thành nữ hoàng tuyết và dùng băng bao phủ trái tim cô. Kể từ khi tấm gương phá vỡ lời nguyền khủng khiếp, mọi người giờ đây tràn ngập niềm vui. Cảm ơn rất nhiều. Tôi được cứu rồi, trái tim tôi lại tràn ngập tình yêu lần nữa. Kai và Gerda đi đến chỗ những con tuần lộc đang chờ họ, đi theo con đường đã đến để về nhà và trở về sống những ngày hạnh phúc trước kia. Và tất nhiên, về với bà của họ và những câu chuyện. Ngày xưa, ở một vùng đất xa xôi, có một anh chàng tên là Aladdin. Cha anh đã qua đời khi anh còn rất nhỏ, vì vậy anh hiện đang phụ giúp mẹ mình. Anh ta sẽ giúp mọi người trong chợ và cố gắng kiếm được nhiều tiền để mua thức ăn về nhà, vì gia đình anh rất nghèo. Nhưng Aladdin là người rất tốt bụng, vì vậy mọi người rất yêu quý anh. Một ngày nọ, trên đường đi đến chợ, một người đàn ông ăn mặc đẹp với cặp mắt gian ác đến gần anh. Xin chào chàng trai trẻ, tôi cần nhờ cậu giúp đỡ một chuyện. Tôi đã làm rớt chiếc nhẫn của mình vào một cái hố nhỏ ở phía trước. Tôi không thể lấy được, cậu có thể xuống bên dưới và lấy cho tôi hay không? Họ cùng nhau đi về phía mà người đàn ông đã chỉ tới. Cái hố chỉ đủ lớn để Aladdin chui vào. Anh ta rất khó khăn mới vào được cái hố. Bên trong có một cái đèn nhỏ thắp sáng cả hang động. Hang động chứa đầy vàng, tiền và ngọc. Người đàn ông từ trên cao nói xuống. Nếu cậu tìm thấy chiếc nhẫn của tôi, thì cậu cũng sẽ thấy một cây đèn cũ ở bên cạnh. Tôi muốn cậu mang cả hai thứ đó lên đây.
Aladdin đã rất kinh ngạc khi nhìn thấy quang cảnh trong hang. Vì vậy anh ta nghi ngờ việc người đàn ông chỉ muốn lấy một cây đèn cũ và một chiếc nhẫn, trong khi nơi này chứa đầy tiền và trang sức quý báu. Việc này không có nghĩa lý gì hết. Được rồi, mình đi lên thôi. Khi anh ta đang leo lên, người đàn ông hung ác đã mắng anh ta. Nhanh lên, đưa cho tôi cây đèn. Không, tôi cần phải ra ngoài trước. Nếu cậu không làm như lời tôi nói, tôi sẽ để cậu ở dưới đó. Đưa cho tôi cây đèn, mau. Tôi nói là không, cho tôi ra ngoài trước. Người đàn ông đã rất tức giận và nhốt Aladdin ở đó. Aladdin không biết phải làm gì trong bóng tối, vì vậy anh ta cầm lấy chiếc đèn và đeo chiếc nhẫn vào ngón tay. Đúng lúc đó, khói xanh bay ra và một vị thần xuất hiện trước mặt anh ta. Hoảng sợ, Aladdin trốn ngay lập tức. Đừng sợ, Aladdin. Tôi sẽ giúp cậu. Tôi sẽ cho cậu bất cứ điều gì cậu muốn. Nhưng cậu chỉ có 3 điều ước mà thôi. Xin hãy đưa tôi về nhà. Đây là điều ước đầu tiên của Aladdin. Bỗng dưng, anh thấy mình đang ở trong phòng. Lúc đó, mẹ anh cũng ở trong phòng và hỏi anh. Ôi, con vào đây khi nào vậy? Aladdin kể cho mẹ mình biết mọi chuyện đã xảy ra với anh. Con không ăn gì cả ngày vì những chuyện xảy ra với con. Chúng ta có gì ăn không mẹ? Xin lỗi con trai, nhưng chúng ta không có gì để ăn vì hôm nay con không mang tiền về. Tuyệt vọng ngồi trong một góc nhà, Aladdin muốn dành thời gian để lau sạch cây đèn vì nó rất dơ. Anh ta cầm lấy cây đèn trên tay và khi anh ta đang chà xát nó, đột nhiên ánh sáng lóe lên từ cây đèn. Hãy nói những gì cậu muốn ở tôi. Thần linh ơi, ông là ai? Ta là thần đèn. Cậu đã cứu ta khỏi tai phù thủy đó. Vì vậy bây giờ mong muốn của cậu chính là mệnh lệnh. Hãy nói những gì cậu muốn ở ta đi. Mẹ tôi và tôi đang đói. Chúng tôi muốn một bàn đầy thức ăn. Ông làm được không? Đột nhiên, một bàn đầy đủ các loại thức ăn khác nhau xuất hiện. Aladdin và mẹ anh đã ăn no cho đến khi họ hoàn toàn hài lòng. Từ ngày đó, nhờ vào cây đèn ma thuật, một cuộc sống rất giàu có và hạnh phúc đang chờ đợi họ. Đó là những gì đang xảy ra. Nhiều năm trôi qua và Aladdin trở thành một chàng trai trưởng thành. Anh đã đến tuổi kết hôn. Mẹ ơi, con muốn lấy vợ. Con trai yêu quý, mẹ vui lắm. Con sẽ lấy được cô gái xinh đẹp nhất và mẹ biết đó là ai. Vị quốc vương có một cô con gái xinh đẹp. Cô ấy là Jasmine. Con thấy sao nào? Aladdin ngay lập tức đến gặp quốc vương nọ với chiếc rương nhỏ chứa đầy ngọc và nói với ông ấy về ý định của mình. Thưa quốc vương, với sự cho phép của ngài, tôi muốn kết hôn với con gái ngài. Thật không dễ dàng vậy đâu. Cậu có thể đáp ứng yêu cầu của ta không? Bất cứ điều gì ngài yêu cầu, thưa quốc vương. Vậy thì hãy nghe đây. Cậu hãy đi tìm 100 binh lính. Những người lính này sẽ bảo vệ cung điện của ta. Nhưng tất cả bọn họ phải là những người có một trái tim vàng cầm trên tay. Mong muốn của ngài là mệnh lệnh, thưa quốc vương. Aladdin trở về nhà và làm việc này với sự giúp đỡ của thần đèn. Ngày hôm sau, vị quốc vương nhìn thấy trong khu vườn của mình có 100 người lính mang trái tim vàng trong tay. Được, vì cậu đã làm được việc này, ta cũng muốn cậu xây dựng một cung điện tráng lệ cho con gái của ta. Sau đó, ta sẽ đồng ý cho cậu kết hôn. Aladdin ngay lập tức gọi thần đèn. Ông ta vui vẻ làm bất cứ điều gì Aladdin yêu cầu vì anh đã cho ông ta sự tự do. Hãy nói những gì cậu muốn ở ta. Ta muốn có một cung điện tráng lệ cho con gái của quốc vương. Thần đèn đã vỗ tay 2 lần
và một cung điện lớn xuất hiện bên cạnh nhà của họ. Vì tất cả các yêu cầu của quốc vương đã được hoàn thành nên ông ấy chấp thuận. Họ đã có một lễ cưới kéo dài 40 ngày và 40 đêm. Họ chuyển đến cung điện ở. Một ngày nọ, một người bán hàng đi qua trước cung điện. Đèn cũ đê, đèn cũ đê, tôi mua và bán. Mình có thể bán cái đèn cũ này và lấy một cái mới về. Mình nghĩ Aladdin sẽ rất vui mừng. Người bán hàng thật ra là thầy phù thủy mà Aladdin đã gặp khi còn nhỏ. Ông ta lấy cây đèn cũ và đưa cái mới cho Jasmine. Cây đèn thần đã thuộc về ông ta. Vào buổi tối, khi Aladdin trở về nhà, anh nhận thấy cung điện đã biến mất. Anh ta lập tức tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra. Anh đeo chiếc nhẫn ma thuật và gọi người khổng lồ. Hãy nói những gì cậu muốn ở ta, nhưng cậu chỉ còn hai điều ước thôi. Đưa tôi tới chỗ Jasmine, nhanh lên. Anh bất ngờ có mặt trong cung điện. Khi anh đi lên lầu và lén nhìn vào cánh cửa đang mở, anh thấy Jasmine đang phục vụ cho thầy phù thủy. Aladdin buồn bã và chờ đợi Jasmine vào bếp. Khi cô vào bếp và thấy Aladdin, cô đã rất ngạc nhiên. Aladdin, chuyện gì đang xảy ra? Nàng im lặng và chờ đợi. Ta sẽ cứu nàng. Aladdin đeo chiếc nhẫn vào ngón tay của anh và người khổng lồ xuất hiện trước mặt anh ta. Cậu chỉ còn một điều ước mà thôi. Phải, tôi biết. Đây là mong muốn cuối cùng. Hãy đóng băng thầy phù thủy và biến ông ta thành một bức tượng. Được rồi, ta làm ngay đây. Đột nhiên, thầy phù thủy đóng băng và biến thành một bức tượng. Aladdin lấy lại cây đèn của mình và gọi thần đèn. Hãy nói những gì cậu muốn đi, nhưng đừng bao giờ làm mất ta lần nữa. Hãy đưa chúng tôi về cung điện cũ. Ngoài ra, hãy đưa người đàn ông độc ác này tới một hòn đảo hoang vắng để ông ta không thể làm tổn hại bất kỳ ai. Thần đèn vỗ tay hai lần và cung điện xuất hiện bên cạnh cung điện của họ. Mẹ của Aladdin cũng ở cùng với họ. Aladdin và mẹ kể cho Jasmine biết mọi chuyện. Sau đó, Jasmine, Aladdin và mẹ cùng sống một cuộc sống rất giàu có và hạnh phúc bên nhau. Ngày xưa, có một người thợ mộc tên là Gilberto. Đồ gỗ do ông khắc ra được rất nhiều người đánh giá cao. Người thợ mộc này là người rất khéo léo trong công việc. Ông rất thích làm những con rối từ gỗ. Cửa hàng của ông ấy chứa đầy những con rối. Thỉnh thoảng, ông sẽ bán những con rối này và đôi khi ông sẽ tặng lại cho trẻ em. Mong muốn lớn nhất của ông là có một đứa con. Ôi Chúa ơi! Giá như con có một đứa con có thể chơi với những con rối mà con làm ra, đứa bé cũng có thể là bạn đồng hành với con trong những đêm đông dài. Một ngày nọ, ông ấy đi vào rừng. Ông đang tìm loại gỗ thích hợp cho con rối mới mà ông ấy định sẽ làm. Đây là loại gỗ mà mình đang tìm kiếm. Rắn chắc nhưng đủ mềm để khắc lên. Mình có thể dễ dàng làm mũi miệng và cánh tay từ loại gỗ này. Nó sẽ là một con rối tuyệt vời cho xem. Ông ấy đặt khúc gỗ đã tìm thấy trên vai và quay trở lại cửa hàng của mình và để lên quầy của ông. Khi ông đang làm việc, thì đột nhiên nghe thấy âm thanh. Hả? Giọng nói này ở đâu phát ra vậy? Ông lại tiếp tục khắc.
Chắc là mình đang mơ mộng rồi. Âm thanh này đâu thể phát ra từ khúc gỗ. Chắc là mình đang tưởng tượng thôi. Nghĩ rằng giọng nói phát ra từ bên ngoài, Gilberto tiếp tục làm việc. Với sự kiên nhẫn và kỹ lưỡng, ông đã hoàn thành phần đầu, cơ thể, cánh tay và chân. Ông tự tán thưởng tác phẩm của mình. Thật là một con rối gỗ xinh đẹp. Nhưng nó cần quần áo và giày dép. Ông ấy mặc quần áo trẻ em và giày có trong cửa hàng cho con rối. Hóa ra là một cậu bé đáng yêu như vậy. Ông ấy đặt con rối lên bàn. Bây giờ mình không có con, nhưng mình có thể làm bạn với con rối này. Mình thậm chí còn có thể đặt tên nữa. Phải rồi, Pinocchio. Tên của con sẽ là Pinocchio. Ông bắt đầu dọn dẹp quầy của mình. Nhưng ngay sau đó, ông nghe thấy âm thanh ở đằng sau. Chào buổi tối. Ông quay lại, nhưng không có ai ngoại trừ con rối. Ông tiếp tục dọn dẹp. Xin chào cha Gilberto. Đột nhiên, Pinocchio nhảy từ bàn xuống sàn. Cậu bé bắt đầu khám phá xung quanh cửa hàng. Chúa ơi, Pinocchio có thể đi lại luôn à? Thật ngạc nhiên, đôi mắt ông mở to, nhìn chằm chằm cậu bé. Pinocchio không phải người, nhưng có thể nói chuyện, đi lại và chơi đùa. Từng ngày, từng tuần trôi qua. Gilberto rất hạnh phúc. Pinocchio không bao giờ rời khỏi cửa hàng này. Cậu bé giúp ông ấy với tất cả công việc. Ban đêm, họ sẽ ngồi trò chuyện bên lò sưởi. Con trai à, con đưa cho cha cái cưa được không? Tất nhiên rồi cha. Pinocchio, mấy con ốc ở đâu? Đây nè cha. Bằng cách này, họ sống hạnh phúc trong một vài năm. Đã đến lúc Pinocchio đi học. Nhưng họ không có tiền để mua một cuốn tập, viết chì hoặc là cặp táp. Gilberto có một chiếc đồng hồ của cha mình để lại. Ông mang chiếc đồng hồ đến cửa hàng đồ cổ, bán nó và đưa tất cả tiền cho Pinocchio. Pinocchio, đây là tiền của con. Cha đưa cho con để mua những thứ mà con cần cho việc học. Con hãy đi mua một cuốn tập, một cây viết chì và một cây cặp và đi thẳng tới trường nha. Pinocchio bỏ tất cả tiền vào túi của mình và đi thẳng tới trường. Khi cậu đang nhìn vào các cửa hàng trên đường đi, mọi người chú ý đến cậu và nhìn chằm chằm. Thật là một đứa trẻ kỳ lạ với một dáng vẻ của một con rối. Một lúc sau, có một chiếc lều lớn đầy màu sắc xuất hiện trước mặt cậu. Có một đám đông đứng ở cửa đưa tiền và đi vào trong đó. Với sự tò mò, cậu đến trước cửa. Có một chú hề ở cửa khiến mọi người cười và mọi người đã đưa tiền cho anh ta để vào bên trong. Chú ơi, cái lều này là gì? Có gì bên trong? Con vào được không? Đây là một rạp xiếc. Con không thể đi vào nếu như không có tiền. Cậu liền nhớ tới số tiền trong túi mà cha cậu đã cho cậu để đi học. Con có tiền nè, của chú nè. Cậu đi vào. Bên trong, có người trên sân khấu đang làm con rối nói chuyện và nhảy múa. Đây là những con rối giống mình mà. Với niềm hạnh phúc khi nhìn thấy một người giống như mình, Pinocchio nhảy lên sân khấu. Người điều khiển con rối nhìn thấy cậu ấy hét lên vì quá bất ngờ. Chúa ơi, con rối này tự đi được luôn. Mình sẽ kiếm được rất nhiều tiền từ cậu ta. Nè cậu bé, tới đây. Có một chương trình biểu diễn động vật tuyệt vời bên trong. Còn có muốn xem hay không? Thật sao? Con muốn xem. Đâu vậy? Trong phòng này sao? Pinocchio tin vào người múa rối và đi vào phòng. Nhưng ngay sau khi Pinocchio đi vào, người múa rối đã nhốt cậu ấy ở trong phòng. Pinocchio khóc lóc rất tội nghiệp.
thật là một sai lầm lớn mà mình mắc phải. Mình đã xài mất số tiền học. Mình cũng không nghe lời cha nên mình đã gặp rắc rối. Bây giờ phải làm sao đây? Một bà tiên tốt bụng nhìn thấy Pinocchio khóc vì hối hận, bay qua cửa sổ đang mở và đáp xuống chiếc bàn trong phòng. Với cây đũa thần, đôi cánh lấp lánh và mái tóc vàng, cô ấy là một nàng tiên xinh đẹp. Nè Pinocchio, đừng lo lắng, ta sẽ cứu con. Trước tiên con phải nói cho ta biết mọi chuyện đã xảy ra. Nhưng đừng quên, con phải nói thật với ta. Cha của con đã cho con tiền để tới rạp xiếc, nhưng có một người đàn ông đã lừa và nhốt con ở đây. Mũi cậu bé Pinocchio đột nhiên bắt đầu dài ra, rất đáng sợ. Chuyện gì xảy ra vậy? Ta đã nói là con cần cho ta biết sự thật, Pinocchio. Nếu con nói dối, mũi của con sẽ dài ra hơn nữa. Pinocchio đã xin lỗi và kể với cô tiên toàn bộ sự thật. Mũi cậu lập tức trở lại bình thường. Pinocchio, con hối hận vì đã không nghe lời cha. Bây giờ ta sẽ cứu con ra khỏi đây và lấy lại tiền cho con. Nhưng con đừng mắc lỗi tương tự nữa. Cô là một nàng tiên tốt bụng, cảm ơn cô rất nhiều. Còn hứa sẽ không tái phạm nữa. Đó là sai lầm của con khi đi một mình vô rạp xiếc ngược đãi động vật như thế này. Con xấu hổ quá. Cô tiên tốt bụng mở khóa cửa bằng cây đũa thần và đưa Pinocchio ra khỏi rạp xiếc. Pinocchio vui vẻ hát trên đường đi đến trường học. La 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 la. Khi cậu ta đang vui vẻ đi trên đường, một con cáo ranh mảnh và một con quạ xuất hiện trước mặt cậu ta. Đứa bé kiểu gì vậy? Trông nó thật ngốc nghếch. Có lẽ nó cũng có tiền trong túi đó. Ê, cậu đi đâu vậy? Tôi đang trên đường đi học. Cậu không có tập vở viết gì và cặp táp sao? Làm sao cậu có thể đi học được? Tôi không có gì, nhưng có tiền trong túi, tôi sẽ lấy tiền đi mua. Con cáo và con quạ nhìn nhau, bắt đầu cười lên thật nham hiểm. Đây là người mà chúng ta đang tìm. Chúng ta có thể lừa nó một cách dễ dàng. Ồ, đây thật sự là số tiền nhỏ. Cậu có thể mua tập vở với nhiêu đây, nhưng tôi biết một cửa hàng có thể mua được bằng nửa giá. Nếu cậu muốn, hãy đưa tôi số tiền này, tôi sẽ chạy để mua về cho cậu trong tích tắc. Vậy là cậu cũng sẽ còn lại một ít tiền nữa. Thật sao? Vậy thì tuyệt vời. Cảm ơn rất nhiều. Đúng là những người bạn tuyệt vời. Được rồi, cậu cứ ngồi dưới gốc cây này và chờ đợi. Chúng tôi sẽ đi mua những thứ mà cậu cần. Pinocchio đưa tất cả tiền của mình cho con cáo và con quạ, ngồi dưới gốc cây và chờ đợi. Cậu chờ đợi và chờ đợi. Sau một thời gian dài, Pinocchio cuối cùng đã nhận ra rằng mình đã bị lừa. Cậu buồn bã suy nghĩ xem phải làm gì. Đột nhiên, nàng tiên tốt bụng lại xuất hiện trước mặt cậu ta. Nàng vỗ đôi cánh của mình. Không phải là con phải tới trường sao? Sao lại ở đây? Ta hy vọng con đừng quên chuyện lần trước. Kể cho ta biết sự thật đi. Xấu hổ vì bị lừa hết tiền, Pinocchio lại nói dối. Con đã làm rớt tiền ra khỏi túi. Mũi Pinocchio đột nhiên bắt đầu dài ra một cách đáng sợ. Ta đã nói là con phải nói thật với ta, Pinocchio. Nếu còn nói dối, mũi của con sẽ còn dài hơn lần này nữa. Pinocchio đã xin lỗi và nói với nàng tiên tốt bụng sự thật. Một lần nữa, mũi cậu ta trở lại bình thường. Cảm ơn cô nhiều, nhưng con vẫn không có tiền để mua một cuốn tập, bút chì và cái cặp.
con rất xấu hổ. Vì con đã nói với ta sự thật nên tiền vẫn còn trong túi của con đó. Nhưng đừng làm mất lần nữa. Khi Pinocchio đang vừa đi vừa hát trên đường, cậu bất ngờ gặp người nghệ sĩ múa rối ở rạp xiếc. Ngay khi nhìn thấy Pinocchio chạy trốn khỏi rạp xiếc, ông ta đã đuổi theo cậu bé. Hãy đến đây con rối nhỏ nghịch ngợm. Pinocchio trong khi chạy trốn vì sợ hãi vấp phải một hòn đá và rơi thẳng xuống biển. Cứu! Cứu với! Cứu với! Cứu! Nhưng vì cậu được làm từ gỗ nên không bị chìm. Khi cậu nhúc nhích tay chân để không bị chìm, cậu nhận ra mình đang bơi. Cậu rất thích, vì vậy cậu cứ bơi. Nhưng hôm đó, biển có nhiều con sóng. Những con sóng kéo cậu đi rất xa. Cậu ta ở quá xa ngoài biển. Cậu buồn ngủ vì kiệt sức. Và vì cậu không bị chìm, cậu ta thoải mái ngủ thiếp đi trên mặt nước. Khi tỉnh dậy, cậu thấy mình ở một nơi tối tăm. Chuyện gì xảy ra? Mình đang ở đâu? Đây là đâu vậy? Mùi khủng khiếp quá. Khi mắt cậu đã quen với bóng tối, cậu nhận ra rằng mình đang ở trong bụng một con cá voi lớn. Hóa ra là một con cá voi lớn đã nuốt chửng cậu. Geppetto rất lo lắng cho Pinocchio vì cậu bé vẫn chưa trở về nhà. Ông ta ra ngoài tìm cậu. Ông hỏi mọi người mà ông gặp. Các cô có thấy một cậu bé người gỗ đi ngang qua không? Ông cũng đã đến tận bờ biển và hỏi ngư dân. Khoảng một tiếng trước có một đứa trẻ rơi xuống biển quanh đây, có thể là con trai ông. Xin hãy cho tôi một chiếc thuyền, tôi sẽ đi ra biển, tôi cần tìm thằng bé. Ngư dân đã cho ông một chiếc thuyền nhỏ. Geppetto lên thuyền và ra khơi tìm con. Pinocchio, con trai! Pinocchio, con ở đâu? Chiếc thuyền nhỏ không thể chiến đấu với sóng. Và khi nó bị sóng đánh úp, Geppetto rơi xuống biển. Con cá voi đã nuốt, Pinocchio cũng nuốt Geppetto. Trong bóng tối, ông ấy cũng không biết mình đang ở đâu. Nhưng Pinocchio nhìn thấy ông và bắt đầu khóc. Thưa cha, cha tìm thấy con rồi. Con đã rất sợ hãi. Pinocchio, con trai. Tha thứ cho con. Con sẽ không bao giờ làm trái ý cha nữa đâu. Được rồi, con trai. Chúng ta sẽ nói chuyện này sau. Bây giờ hãy tìm cách để thoát khỏi chỗ này đã. Cha ơi, con sẽ thử làm cái gì đó. Con mong chúng ta thành công. Cô tiên tốt bụng, cô có nghe thấy con không? Những con sóng mang theo giọng nói của cậu ấy đến tận tai của nàng tiên tốt bụng. Chúa ơi, đây là giọng của Pinocchio. Nàng tiên bay về phía giọng nói của cậu ta và xuất hiện bên trong bụng cá voi nơi họ đang ở. Pinocchio, con thực sự hối hận và ta sẽ giúp con lần cuối. Khi nàng tiên chạm vào họ bằng cây đũa thần, họ thấy mình đang ở trên bờ. Sau ngày hôm đó, Pinocchio trở thành một đứa trẻ rất thông minh. Cậu luôn nghe lời cha mình. Cậu đang đi học và giúp đỡ cha mình như ngày xưa. Nàng tiên tốt bụng đã thử thách Pinocchio theo thời gian. Cô biết rằng Pinocchio không nói dối nữa và cậu luôn nghe lời cha mình. Nàng nghĩ bây giờ là thời gian thích hợp. Một đêm nọ, cô biến Pinocchio thành một đứa trẻ thật sự khi cậu đang ngủ. Ngày hôm sau, khi Pinocchio thức dậy, cậu cảm thấy hơi lạ. Tim cậu đang đập mạnh và cậu cảm thấy dòng máu chảy khắp cơ thể mình. Cậu ta không còn là bằng gỗ nữa, mà là một đứa trẻ thật sự. Cậu chạy thẳng về phía cha mình. Cha ơi, con đã biến thành người rồi nè. Chúa ơi,
lời cầu nguyện của con đã thành hiện thực. Bây giờ con đã có một đứa con trai thật sự rồi. Sau ngày hôm đó, họ sống hạnh phúc với nhau mãi mãi. Pinocchio bây giờ là một đứa trẻ đáng để tự hào.